Cho các bạn, hôm nay mình sẽ trên tay cái tính năng giao việc ở trên ứng dụng Zalo, tức là mình sẽ giới thiệu cho anh em những tính năng cơ bản về nó để anh em xài thử. Trước khi mình nói về cái chuyện giao việc ở trên Zalo thì mình nói với anh em rằng là mình từng sử dụng rất là nhiều cái ứng dụng giao việc khác nhau, ví dụ như là Wunderlist, Asana, rồi Base, rồi bọn mình dùng những ứng dụng chat để mà làm việc với nhau nhiều như là Slack hay là Telegram, tại vì bọn mình làm việc online mà bọn mình cần cái đó. Thì cái tính năng giao việc ở trên Zalo nó mới có đây thôi, và mình mới biết để mình tải và mình thử, và nó mới có trên PC. Zalo ở trên PC bây giờ nó sẽ có thêm một cái tab ở dưới, nó gọi là tab To Do. Từ đây chúng ta có thể xem được cái công việc chúng ta giao cho ai đó nó làm tới đâu rồi, và nó liên kết rất là chặt chẽ với cái chuyện anh em chat. Tức là ngày xưa mình phải xài Asana bên cạnh Slack, hoặc như bây giờ mình đang xài Base với lại Telegram, hoặc là hồi trước nữa mình xài Wunderlist với một ứng dụng chat khác. Thì bây giờ cái này mình thấy nó là nó khá là gắn kết giữa cái việc chat với cái việc giao việc. Một số cái mình thấy nó khá là hay là gì, ví dụ như là mình đang chat với một ai đó, với Chung chẳng hạn, thì ở bên trên đó, nó có một cái thanh nó báo cho mình biết là có một cái việc gì đó mình giao cho Chung mà Chung chưa hoàn thành. Hoặc là ngay bên những thanh menu bên dưới ấy, thì nó có thêm một cái nút gọi là nút giao việc, tức là đang nói với nhau về một vấn đề gì đó, chốt xong cái ok, nhấn cái giao việc luôn. Thì khi mà nhấn cái nút giao việc lên thì nó cho mình nhận cái tiêu đề của cái job, tiêu đề của cái task của công việc, rồi nhập những cái mô tả chi tiết, rồi nhập cái người sẽ thực hiện đó. Cái này thì hơi thừa bởi vì đang chat với ai đó thì nó nên là người đó luôn. Hoặc là nếu mà đang chat ở trong một cái nhóm anh em với nhau á, như là nhóm những người mốt hay nhóm những anh em nào khác á, cùng công ty, cùng công việc á, khi mà chúng ta giao việc á, thì nó có thể giao cho nhiều người, hoặc là nó có thể người này thì là làm việc, người này thì là theo dõi công việc đó tới đâu rồi. Rất là đơn giản. Nói chung là mình thử cái giao việc này từ hôm qua giờ được tổng cộng là 4 job, và mình cảm thấy rằng là nó khá là đơn giản, nó cũng khá là trực quan. Và cái mình thích nhất là nó đồng bộ với cái chuyện chat, không cần phải hai cái ứng dụng với nhau nữa. Một số cái tính năng khác mình thấy rất là hay, đó là anh em có thể up một cái gì đó rất là nặng lên trên cái giao việc này hay là thông qua cái chat này. Tức là mình thử kéo một cái folder hình gần 1 GB mình bỏ vào, và nó upload lên rất là nhanh. Cái người mà được mình giao việc, cái người mà được mình gửi cái tài liệu đó nhận được rất là nhanh. Và ở trên cái giao việc á, thì nó có cái như vậy là khi mà anh em nhấn giao việc thì người được giao á, họ sẽ có cái nút chấp nhận, và rất là nhanh, tức là nhấn trên này cái trên kia nó notification liền, và trên kia nhấn nhận một cái thì bên này nó phản hồi là người đó nhận được cái công việc liền. Thì cảm thấy là nó tương tác rất là nhanh. Và khi mà anh em cảm thấy là ok, bây giờ là gần tới ngày hoàn thành công việc rồi, gần tới deadline rồi, thì nó có nút nhắc, chúng ta nhấn nút nhắc cái là tự động nó sẽ notification cho cái người được giao việc một cái, không phải thao tác nhiều, không phải chat Chung ơi cái việc đó anh nói với em tới đâu rồi, không, chúng ta không còn cần làm chuyện đó nữa, chúng ta chỉ cần nhấn vào cái nút nhắc việc thì tự động nó nhắc bên kia, và nó cũng hiển thị luôn cho chúng ta biết rằng là cái công việc đó là chúng ta đã nhắc mấy lần rồi, lịch sử, gọi lịch sử cập nhật ở trên tiếng Việt, lịch sử cập nhật ở trong phần app này, để chúng ta biết rằng là chúng ta đã giao cho người đó lúc nào, người đó nhận lúc nào, chúng ta đã nhắc việc lúc nào, người đó đã phản hồi lúc nào. Còn cụ thể hơn nữa thì mình nghĩ rằng bây giờ nó cũng đang ở trong cái chế độ test, do đó là anh em có thể vô cái zalo.me/pc anh em tải về và anh em thử. Ví dụ như là trong nhóm làm việc của anh em có mấy người, hoặc là anh em đang là thầy cô giáo của một lớp học nhỏ nào đó, hoặc anh em trong một cái nhóm gì đó mình có những công việc mà mình chia nhau làm trong gia đình chẳng hạn, thì anh em tải về anh em xài thử cũng khá là hay. Và bây giờ mình nói thêm chút xíu về những cái tab. Nó sẽ có 3 tab. Một là tab tôi giao, tức là ok, mình giao việc cho ai đó. Rồi nó có cái tab cần làm, tức là mình cũng là người được giao việc, hoặc là mình được giao việc chung với ai đó. Rồi nó có một cái tab là tab theo dõi, tức là nếu mà mình giao việc cho ai đó và mình có nhấn ai đó vào trong theo dõi, hoặc là mình cũng được gán cho cái việc theo dõi công việc nào đó, thì nó cũng hiện lên luôn. Nó có những thống kê để xem là người ta đã nhận việc như thế nào, người ta đã hoàn thành thế nào. Rồi chúng ta cũng có thể tìm được cái những cái việc được giao nếu rất là nhiều. Hiện tại của mình chưa phải tìm bởi vì là mình mới giao có 4 việc thôi. Nói chung là cũng nhàn. Nếu mà so với việc hiện nay mình đang xài Telegram và Base.vn thì mình thấy cái này nó kết hợp được cả hai cái đơn giản hơn. Ok, bye bye anh em.